xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại mình đang ở con kinh Bằng Lăng mọi người ơi. Cái con kinh này thuộc xã Hậu Mỹ Bắc B của huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Phía sau mình là nguyên cái con sông rất là lớn nè mọi người. Cái con sông này là con sông Bằng Lăng, cũng nó lớn lắm mọi người ơi. Bảo thì đang câu ở đó. Chào mọi người, cái đây Bảo. Xin chào tất cả mọi người luôn nha. Bảo thì đang rút câu đó mọi người ơi. Câu nó chọn cái cụ lùng rất là đã. Còn bên đây thì Trương đang đang câu. Cần hữu Trương này đang cũng đang rút bộ lùng nè mọi người. Chào mọi người cái Trương. Rồi chào mọi người nha. Trương này. Mũi quá mọi người. Chui vô mũi nó cắn quá trời, mũi nhỏ. Đi câu thì hơi cực mọi người ơi. Chui vô mấy góc này thì nó cũng hơi mũi đó. Tuần đó không có à? Không có. Thấy mấy mũi ngon vô mà không có cá nè. Quá trời mũi chích chích nhiều lắm. Đặc sản mà. Còn bên đây là bắt trai nè mọi người. Bắt trai đang rút trong cái này. Chào mọi người cái bắt trai. Cháy luôn hả? Chào mọi người luôn. Trời, phải dính cá này ngon quá. To bắt trai. Mua lý. Mọi người ơi, nói chung đi câu mấy bác cháu thì rút trong mấy cái bụi này nè. Đó, bụi lùm không à. Chịu khó rút vô sâu của mọi người, vì không biết có cá to. Tiếc ghê mấy đây. Ồ, cứng ụt trong trong lắm kìa. Rồi, để bây giờ. Câu dính đây dính cá khủng luôn á. Dạ. Đây. Để con đi vô trong con câu thử coi. Đó mọi người, giờ thử sao mọi người. Quên giới thiệu cho mọi người về mồi. Mồi thì tiếp tục là dế nha mọi người ơi. Bảo cột cái bịch này xấu quá. Trời ơi nó ra luôn nè mọi người. Dế cứ mỗi lần đi là 15k. Cái này cái thùng đựng cá. Cần thì là cần trúc là lạc. Lưỡi này lưỡi trứng rùa nè mọi người. Lưỡi số 3. Tiếp tục phao chì. Cần trúc Đà Lạt mét 2 mọi người ơi. Đó. Nói chung đi câu mấy cái lùm này á thì cái này á không phải thiếu cái kéo nha mọi người. Kéo này để rút cho mấy cái lùm đó mọi người. Dài vô mình phết cái ụ đó mình câu. Cá ăn luôn hả? Mọi người sao? Đó. Đó trời ơi. Rồi để mình vô mọi người ơi. Nãy giờ quay rồi chào các mọi người câu quá trời luôn. Để mình vô đó coi. Bắt trai lên hàng. Sao đây? Dưới hả? Đồ thử thấy nó qua cái mới được. Rồi. Trọng mọi người. Ồ, cá rô đã ghê. Dính vô cái kẹt luôn bác trai ơi. Dính vô ngay nhánh luôn mà. Nghề công an à, để con nó dướng chỗ nào ra nó quan vọng đó à, hẹn chi đó rồi nó dướng rồi. Dướng vô cái cây của bác rồi giá luôn nó quấn vô trong đó một vòng rồi đó. Ăn vòng không? Vô bắn vô cây của bác ăn vòng rồi đó. Bác nó đẩy luôn cái nhánh cái đó được gì? Đi luôn hả? Dính này, dính này. Rồi.
dính cá khủng. Ừ. Sao còn dính gì nữa không trai? Dính cái cây này kìa. Còn dính cái nhánh này, dính nhánh. Rồi. Cho con mượn cái. Cá u nu nút rồi mọi người. Cao thủ lên con đầu tiên luôn mọi người ơi. Rồi gỡ Duy ơi. Hả? Cá này cũng được nè. Cao thủ đó mọi người. Đó. Con đầu tiên quá đã rồi mọi người ơi. Rồi đóng tiêu rồi. Cá ăn rồi. Ăn mình rồi. Trai xong tới mình. Dính này vô trai. Con làm được con. Chắc nhỏ hơn con của bác trai một xíu. Nhưng mà cá đô đây nó mập cú nu rồi mọi người. Dạ. Cá ham heo mập mọi người. Oh. Cá rô này đã ghê chứ. Này cá rô đồng chính hiệu mọi người. Mọi người thấy hai chấm đen không? Ôi trong đó nó còn cục không mọi người. Cố gắng bỏ xa xa ngoài kìa. Con cua à. Trời, khỏi có cá luôn. Ôi, đang ở dưới. Đúng luôn nè, đốt nè. Gì xảy ra coi nè. Xảy lắm. Trời ơi, con cá rô kìa. Trời ơi, nó lên đốt luôn kìa. Ôi. Trời ơi, hai lỗ lựa chọn cho nó cùng cho nó lựa cá rô rồi mọi người. Ôi, để lấy cái thùng. U nụ, u xì nút luôn. Sao lên nó mở luôn mà lấy chi thùng dưới đây. Cá này có ba ngón có mà lựa chọn. Lựa chọn sáng suốt. Nếu mà lựa chọn không có cá thiệt. Ừ, cá mập nút đã ghê chứ. Xong rồi múc nước đi bảo. Bỏ vô đi múc nước. Rồi tiếp tục mọi người. Trời ơi, nhảy lên luôn kìa. Trời ơi. Ôi trời ơi. Cái rô nó dạng. Cái rô bự chứ nhỏ nha. Bỏ xuống là quốc liền gì. Đó, xuống là ghi liền mọi người. Ồ, cái rô dạng. Cái rô nó dạng ghê chứ. Nhảy lên luôn. Không nhận cái rô nó uống nó nhảy nè mọi người. Trời ơi, nó đã nổi cái đầu lên nhảy lên luôn. Khoái câu mấy cá rô là vậy đó mọi người. Nhảy nhảy lên luôn. Ủa cái đầu sao nó bị hơi trầy ra. Đó. Rồi để mở ra mọi người ơi. Dính nó kia nó lại. Cá bự không? Trời ơi. Anh thấy con cá nó lèo mặt nước luôn không? Có kịp thấy đâu. Trời ơi con cá nó đã mọi người. U nút luôn. Nó bay luôn hả? Không có nút, nó u nút con cá. Nó bay luôn hả? Trời ơi, nó chạy lên mặt nước luôn kìa. Nó nhảy luôn rồi gì? Ừ. Nè, mở cái đi để anh bỏ vô coi. Để mình bỏ vô mọi người. Ôi, ê, 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 quốc rồi. Được không? Trời ơi. Được. Được, được. Ồ, ụ này về mình ngon ha. Bảo lụm con mà lụm con. Cá mình nhỏ hơn cá của Bảo mọi người ơi. Cú nút nè mọi người. Hó hờ. Đã ghê chưa. Vô rồi.
xứ này cá rô nó uống không à. Nè mở luôn đi. Ui. Dính mấy con này mới đã mới phê đi bà. Đó. Rồi, móc vô tiếp tục thôi mọi người. Gì bỏ dế trong túi luôn hả? Nãy nó bò đó, em bóp đầu nó. Tự nhiên luôn, trời ơi, trời ơi trời, cái này nhiều khi người ta nói mình ghép video luôn á, trời trời ơi trời, con cá nó bự ghê trời, trời ơi. Này bến đò Bằng Lăng nè mọi người, nguyên cái con sông lớn của mọi người ơi, con đây cái bến đò nè, trời ơi. Hồi này mấy cô cho nó ăn để cho nó lên. Trời ơi. Quay luôn đi chị. Dạ. Có cái bà đạn đâu chưa? Đó hồi nổi lên gì? Đó kìa kìa kìa. Trời ơi. Hải gần đây nè bác trai. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời ơi. Cái này bao nhiêu lâu rồi cô? Trời ơi quay hồi đó giờ quay luôn. 3 năm rồi hả? Không á, con cũng nghe địa danh rồi nhưng mà con không biết. Trời ơi trời ơi trời ơi. Trời ơi. Con đầu ơi. Kìa cái đầu con cá ơi, cá bạch tạng kìa. Trời ơi. Khủng khiếp thiệt. Trời ơi, khủng khiếp thiệt. Quá trời luôn mọi người ơi. Cá là hoàn toàn tự nhiên 100% luôn nha mọi người. Mà không thấy cá bạch tạng ta. Trời ơi. Ôi nó cá bạch tạng đó. Nó người. Trời ơi, nó lên kìa, nó lên kìa. Trời ơi. Trời ơi. Này người ta đợi đò người ấy nè mọi người. Đợi đò người ta cũng coi cũng ngon lắm luôn á. Bắt đầy cho ăn. Cho ăn. Chị biết liệt luôn. Trời ơi. Quá trời mê mọi người ơi. Nói chung mấy cái dùng cá thiên nhiên như vậy rất là ngon. Trời ơi. Mọi người có đi dù có tham quan du lịch á, mọi người hỏi cái bến đò Bằng Lăng nha mọi người. Bến đò Bằng Lăng á, ngay bến đò luôn, ngay cái đó, cái bến phà đó mọi người. Mình qua đó mình qua đây mình coi nha mọi người ơi. Quá trời luôn, hồ nó cá bạch tạng, cá bạch tạng đó mọi người. Đó, trời ơi. Cá nuôi 3 năm rất là lớn. Tại sông mà nước sông. Cái này mấy năm rồi cô? Con nhỏ kia kìa. Nó cũng đến đây hoài nè. Cái bữa qua nó nói gì tư. Con nói để đi ăn đây con mua bao chút ăn mà con nói để nó ăn đi Mỹ An gì á. Thứ hai cái giò nó cứng ngắc à con. Hai cái giò nó cứng dữ dằn luôn á, nó đi không được. Cái con ghé đó con kiều con mua hai bao nó về nó cho ăn cái dịu lại. Nó nói sao kỳ quá à, con không biết làm sao nó. Không, vì tư nuôi hồi đó thì tư nghèo lắm, hồi nuôi về cá này vì tư đỡ. Dạ. 3 năm hả con? 3 năm. Lâu lắm rồi. Dạ. Cá này lâu lắm rồi. Vì tư đỡ. Dạ. Lâu lắm rồi. Ta chiến trải dữ dằn lắm. Lắm trời tư. Lâm phước. Dạ. Rồi. Quá trời cá luôn trời. Cá này bự ghê trời. Trời ơi. Nó đã nhìn thấy mê. Này có một cái trắng này. Nó cá bạch tạng. Giờ tiếp tục hành trình mọi người ơi. Hy vọng là cái này nó được mọi người biết đến và ủng hộ nha. Nếu ủng hộ thức ăn là cũng được mọi người. Rồi đi Báo ơi. Đi mọi người ơi.
đứa đó đó rồi sao? Còn ra rồi nhỏ xíu. Tồi nhỏ, ơi. Nhỏ. Nhỏ đâu mà nhỏ. Ừ. Bảo nó giờ gặp thấy mê mọi người. Ui con dế. Dế đâu? Ui. Đây mọi người ơi. Con cá rô uống nước luôn. Quá trời đã. Bỏ chứ quốc liền đúng không? Lắm liền chứ. Chứ nữa. Tao chặt cái gì bánh à? Chiếc tre. Ta chặt tre bánh đó mọi người. Rồi, tiếp tục hai. Đớp cái phao. Cái gì gì gì. Dạng hàng ngàn người. Trời ơi lên đớp phao. Nhất quỷ liền. Trời ơi. Không ai cầu dính hết. Chỉ mình anh cầu dính thôi nha. Lên nó đớp cái phao mọi người ơi. Trời ơi, đã mọi người. Cá rô đã. Lên đớp phao à Bảo. Nè, mở nó ra đi. Cá u nút luôn. Vô quá im mọi người ơi. Móc cái cục dế kìa. Bỏ ra dài dài đó. Cho đi mình nhá. Dạ. Sao giống bà não vậy? Dạ. Trong này có biết gì không? Con vô con câu cám á. Mà câu câu cần dạng. Ngắn kìa, ngắn rồi kìa. Nước hả? À? Nước. Ừ, bậy hô lửa, hô lửa. Ôi ôi. 32 32 32. Ba hai loại bánh mọi người. Tranh thủ kiếm mua ba hai nha mọi người ơi. Rồi, thôi đi chỗ khác rồi mọi người. Xác xác đi, có con nào? Gì? Gì? Bảo nó làm con cá chốt nè mọi người. Mùa này cá chốt bự ghê. Mà cá chốt em nó hơi ốm Bảo. Ốm à? Ừ, thường thường cá chốt trứng không mà sao này cá chốt của Bảo nó nhỏ không à? Này cá này nó ủ. Đi xin dưỡng. Rồi nè, mở đi đến bỏ dài dài xuống đây coi còn con nào. Câu này tới Mỹ An luôn là mười. Ôi, mấy cái rô của anh câu đã ghê chứ trời. Câu ở đây luôn hả anh? Trời ơi, mấy cái rô bự quá trời bự rồi mọi người. Ồ, cái rô 4 con gai luôn. Cá nào bự thì mình không câu ra 800 gram. 800 gram câu đâu? Dưới sông rồi nè. Sông này luôn hả? Ừ. Một khúc này luôn hả? Không, khúc bên kia. Bên kia là hồi đó ngay chỗ đừng có xanh á. À. 800 gram vợ đi, có cá rô phi. Con cá nó xuất ra. Con cá rô có giống cá nuôi chứ không là cái giống cá rô đồng mình. Nãy giờ câu đây có không? Trời nó ụt kìa. Có. Một cá nhỏ không làm biến.
dính gốc rồi. Gỡ được tí. Thấy thấy lưỡi câu luôn rồi, mới gỡ ra. Còn đi tới cá nhỏ không mà tới hao mồi uổng. Thường thường câu đâu? Đi vòng vòng mấy này nè. Đó đây mà dài xuống đó đó. Kệ. Tí. Lỡ qua gỡ cái coi. Để em bỏ vòng vòng đi chơi. Đi đại lên cái láp đó đi. Ê, ngay coi chừng gãy đó. Đứng chơi cắt đàng hoàng. Trời ơi. Tí nỉ vậy mọi người ơi. Cá này thả ra luôn. Mình cá rô này quá trời bé luôn mọi người. Nhiều nó háo ăn quá. Thả ở đây nè, muốn cho lớn có ai câu được câu mọi người. Có rồi mấy anh em về mọi người ơi. Rồi mấy chai này được con cá lóc đã ghê. Cá này nó cũng chậm ăn quá mọi người. Ừ, chậm ăn quá. Chai được mấy con ấy. Chứ hôm ơi mới về về sớm ghé đây để mặt chai nấu. Mình chắc cũng được có có mấy con à. Con khỏi quay của mình luôn đi. Bây giờ bắt đầu mình đi qua mình đèo cái chai câu cho đã mọi người. Vẫn câu cá đìa đi cho nó đã ăn bữa. Rồi giờ đi bán mọi người. Đi xe đi bộ. Ra tới đây cái nó mưa mọi người ơi. Mưa cái bên mình không có câu được nữa, không quay video nha. Bây giờ mình kết thúc video tại đây mọi người ơi. Ra tới cái dèo hết của bác trai nè. Hết đã quá. Cá dưới đây cũng nhiều lắm mà câu không được mưa quá. Rồi mình hẹn mọi người ở video tiếp theo mọi người. Rồi bye bye mọi người. Rồi. Yeah.